Xin chào mọi người, em Thủy ngày hôm nay xin chào mọi người, xin chào mọi người. Hôm nay em Thủy đi chọn cho khách 5 cây trà thâm Bát Diện ạ. Ở vườn vẫn còn rất là nhiều. Ở vườn vẫn còn rất là nhiều nha các bác nhé. Tán cái lão tròn vo luôn. Này. Tán tròn vo đấy. Trà thâm Bát Diện nhá. Trà thâm Bát Diện hàng này nhà em hàng bao chuẩn Tết luôn này. Lụ nhiều limit luôn. Lụ rất là nhiều nhá, hàng này hàng chuẩn Tết, lụ chuẩn Tết ạ. Bác nào mà chuẩn bị về nhà mới và muốn trồng 1-2 cây trà, các bác có thể mua được bây giờ giá rất là rẻ ạ. Giá tầm này cực kỳ rẻ nha các bác nhá. Giá này các bác mua tầm này giá cực kỳ hợp lý luôn. Em Thủy bán chỉ 1.500.000 một cây. Trà thâm Bát Diện nhá, cây to như này em Thủy bán chỉ 1.500.000 một cây này. Nếu các bác mua chỗ khác thì sẽ không được giá này đâu, sẽ giá cao hơn đấy ạ. Nhưng mà em Thủy bán chỉ có 1.500.000 thôi. Đấy. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0911451210 nhá. Hàng này nhà em nằm 058 hết cả rồi ạ. Có cái cây này em đang quay này, vanh của nó là vanh 910 nhá. Vanh 10. Vanh 10 này, cây rất là đẹp này. Trà thâm Bát Diện. Vừa chọn cho khách 5 cây tán tròn này. Bác nào mua hàng thì nhắn tin cho em nhá. Em tắt like đây.